Kính chào quý chị quay lại với kênh Bất Động Sản Thực Tế. Xin giới thiệu đến quý chị một lô đất tại xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho quý chị. Lô đất của mình có bề ngang là 5m, chiều sâu của nó là 22,4m, tổng diện tích trên sổ là 115m2, thổ cư là 60m cho quý chị. Vị trí của lô đất mình là nằm ở trong khu dân cư, đường phía trước là con đường đất thông ra đường DT744 và đường DT748 nha quý chị. Rất gần với lại ngã tư Phú Thứ, từ vị trí đất của mình đi về ngã tư Phú Thứ đâu đó khoảng 1,5 km và đi về đường DT744 khoảng 1 km nha quý chị. Đây là vị trí của lô đất mình. Thì lô đất mình nằm trên con đường thông, thì sắp tới trong giai đoạn cuối năm này sẽ lên nhựa nha quý chị nhé. Rất là phù hợp để quý chị đầu tư sinh lợi nha quý chị. Thì gia chủ cần bán lô đất này, thì tiếp tới em sẽ quay con đường phía trước đi vào lô đất và quay hiện trạng lô đất cho quý vị xem nhé. Thì con đường phía trước đi vào lô đất là con đường nhựa để ít nha quý vị. Con đường này thông ra hai trục đường lớn là đường DT744 và DT748, hai trục đường lớn tỉnh lộ, sẽ đi vào con đường đất này nha quý vị nhé. Đi vào lô đất của mình, con đường đất này có bề ngang khoảng 4m và vị trí đất của mình là mặt tiền con đường này, ngang 5, dài 22,4, tổng diện tích là 115m2, có thổ cư 60m, nằm trên con đường này, con đường thông nha quý anh chị. Rất là phù hợp để quý anh chị xem xét đầu tư. Anh chị nào mà cần thêm thông tin thì liên hệ trực tiếp đến, gửi thông tin giá cả rồi vị trí hình ảnh, và cần đi xem thực tế thì liên hệ trực tiếp bên em qua số điện thoại 0988 550 349 nha quý anh chị nhé. Lô đất này